phẩm. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện văn hóa. Cách đây hơn một năm, vào tháng 1 2017, thì Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08 phấn đấu đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết đã tạo một cú hích thực sự cho các địa phương để chuyển mình, thay đổi mô hình tăng trưởng, phát huy những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người cho ngành công nghiệp không khói. Và hơn một năm thực hiện nghị quyết đã khiến rất nhiều địa phương có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và tổ chức làm du lịch. Đó chính là nội dung của câu chuyện văn hóa tuần này. Nhưng mà trước tiên, chúng ta hãy đến với Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang nằm ở phía nam của Tổ quốc. Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của đảo Ngọc không thua kém bất cứ một thiên đường nghỉ dưỡng nào trên thế giới, từ Maldives của Ấn Độ Dương cho đến Bali, Indonesia hay Phuket, Thái Lan. Sự quyết tâm của chính quyền và địa phương với chính sách thu hút đầu tư với các doanh nghiệp đã làm thay đổi hình ảnh du lịch Phú Quốc. Cáp treo Hòn Thơm, hạng mục đầu tiên trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm National Park vừa được đưa vào khai thác tại Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán. Hệ thống hiện đại với 69 cabin, trang bị cả Wi-Fi. Một cabin như thế này thì có sức chứa 30 người và sẽ dẫn bạn đi từ thị trấn An Thới đến Hòn Thơm ở phía nam của Phú Quốc. Và bạn chỉ mất khoảng 15 phút thay vì là 30 phút đi cano trên mặt biển như trước đây. Một điều lý thú là ở độ cao như thế này thì bạn sẽ thỏa sức ngắm toàn cảnh những hòn đảo đẹp nhất ở phía nam của Phú Quốc. Con cảm thấy là như là mình đang được bay hay trên bầu trời ạ. Con thấy đẹp không? Con thích không? Thích ạ. Con muốn một lần được bơi ở đây. Biển, đảo, rừng xanh, bãi tắm cát trắng mịn, những bãi đá kỳ thú được thiên nhiên sắp đặt trong cụm đảo An Thới. 360 độ, đại dương thu gọn trong tầm mắt. Cáp treo Hòn Thơm có tổng chiều dài gần 7.900m, nối từ thị trấn An Thới qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm, tạo cho Phú Quốc một sản phẩm du lịch mới, độc đáo và hấp dẫn. Tuyến cáp treo này đã xác lập kỷ lục Guinness mới là tuyến cáp treo 3 giây dài nhất thế giới. Trải nghiệm tuyệt vời, nhìn thấy rất nhiều đảo đá tuyệt tác của thiên nhiên bên cạnh những dãy núi hùng vĩ. Tôi đã đến với nhiều điểm du lịch trên thế giới và ở đây là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi biết. Một trong những tuyến cáp treo dài nhất mà công ty hoàn thiện. Nó lấy nhiều nỗ lực để hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, xấp xỉ là 24 tháng, thật đáng kinh ngạc. Hòn Thơm có diện tích 5,7 km2 thuộc quần đảo An Thới ở phía nam của đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây được ví như là đảo của đảo Ngọc, một địa điểm lý thú khiến cho du khách có thể câu mực, câu cá, lặn biển ngắm san hô hay là tắm biển ở những bãi tắm đẹp hoang sơ như thế này. Một công viên giải trí, một công viên nước, những trò chơi biển hấp dẫn, du kéo, lái cano, chèo thuyền kayak sắp xuất hiện tại Hòn Thơm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những khu du lịch nghỉ dưỡng, những quần thể vui chơi quy mô tầm khu vực đã hình thành tại Phú Quốc, tạo hàng nghìn việc làm ổn định cho người dân. GDP bình quân của huyện đảo này từ năm 2010 đến nay tăng hơn 38% mỗi năm, gấp khoảng 6 lần mức tăng của cả nước. Từ lúc thì công ty nó cũng mở ra cái khu du lịch nghỉ dưỡng này thì người dân thì cũng kiếm thêm thu nhập hoặc là nó cũng mướn cho mình làm này làm kia, bên đủ thứ vật đồ hết. Nói chung thì mình nó có đỡ hơn là mình đi biển. Rồi đi biển thì nó cũng đi gặp những cái sóng gió này kia, nó cũng cực khổ hơn mình ở trong bờ. Có những cái tập đoàn lớn uy tín đã đang và đầu tư vào Việt Nam, trong đó có tập đoàn Sungroup, tập đoàn Vingroup, tập đoàn Cellgroup, Beamgroup vân vân. Những cái tập đoàn này đã đang đầu tư vào Phú Quốc và đã có cái sự đổi thay mạnh mẽ cho cái du lịch của huyện đảo Phú Quốc cũng như một số cái dự án về dịch vụ vui chơi giải trí. Chính sách miễn thị thực trong khoảng thời gian lưu trú 30 ngày tại Phú Quốc áp dụng từ năm 2014 chính là cú hích. Những năm gần đây, lượng khách đến với Phú Quốc tăng bình quân mỗi năm 30%. Riêng năm 2016 tăng hơn 60% so với 2015. Tháng 1 đầu năm nay, khách quốc tế tăng 40% so với cùng kỳ 2017. Những con số tăng trưởng liên tục của du lịch kích thích dòng vốn ngày càng lớn tới với Phú Quốc. Tính đến đầu năm nay, Phú Quốc thu hút 271 dự án đăng ký với tổng vốn đầu tư 17 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều cái tiềm năng chưa được khai phá và một trong những cái đó là cái thời gian lưu trú cũng như các loại hình dịch vụ du lịch, các cái vui chơi giải trí của
hòn đảo mà dành cho du khách chưa được nhiều. Chính vì vậy chúng tôi muốn tạo thêm một cái điểm đến mới có quy mô ở khu vực cũng như thế giới, mang đến một trải nghiệm mới cho khách hàng, trải nghiệm mới cho du khách đến với đảo Ngọc. Hơn 10 năm qua, hàng chục nghìn tỷ đồng vốn ngân sách được dành riêng xây dựng hạ tầng trọng điểm trên đảo, thu hút nhà đầu tư với nhiều chính sách ưu đãi chưa có tiền lệ. Thông tin Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt đã tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ, nhất là bất động sản, nghỉ dưỡng. Cảnh quan thiên nhiên ban tặng, khí hậu quanh năm ôn hòa mát mẻ với chuỗi đảo vệ tinh giàu tiềm năng. Phú Quốc Kiên Giang hội tụ nhiều điều kiện ưu đãi như viên ngọc quý đang tỏa sáng. Nằm ở miền Trung, sở hữu 134 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp và hoang sơ, thì hơn một năm trở lại đây, Quy Nhơn Bình Định trở thành một hiện tượng khi thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Các chuyến bay đi và đến Quy Nhơn tăng gấp 5, gấp 6 lần so với trước đây. Điều đặc biệt là nhiều nhà đầu tư chiến lược đã làm thay đổi diện mạo du lịch Bình Định với cơ sở hạ tầng, dịch vụ và chất lượng đẳng cấp hơn. Bình Định đang phấn đấu để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đang sinh sống và làm việc tại Úc, nhưng nhiều năm nay, năm nào 7 anh chị em nhà ông Tony Hàn cũng thu xếp thời gian về thăm quê một lần vào dịp đầu xuân. Có dịp đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng sự thay da đổi thịt của du lịch Bình Định trong 2 năm trở lại đây khiến ông cùng các em gái vô cùng ngỡ ngàng. Tôi rất là vui khi thấy Quy Nhơn phát triển rất là nhiều. Những cái hotel mọc lên rất là nhiều. Và đời du lịch thì cũng tôi rất là hãnh diện và rất có nhiều khách du lịch đến đây. Năm 2017, du lịch Bình Định đã bứt phá mạnh mẽ, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch khi đã đón 3,4 triệu lượt khách, điều mà trước đó 5 năm tỉnh này chẳng bao giờ nghĩ tới. Một trong những nhân tố quyết định mang đến sự khởi sắc cho du lịch nơi đây chính là quần thể FLC Quy Nhơn. Với chứng nhận đạt chuẩn 5 sao, FLC Quy Nhơn chính là sự khởi đầu cho phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang tại Bình Định, đánh dấu sự dịch chuyển, thay đổi về cơ cấu và diện mạo của du lịch miền đất võ trời văn. Với FLC chúng tôi thì một trong những cái phương châm đầu tư của tập đoàn là biến sỏi đá, biến cát thành vàng và đánh thức những cái vùng đất tiềm năng. Vì vậy sau khi thành công ở Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa thì Quy Nhơn của thành phố Bình Định là cái điểm đến thứ hai của chúng tôi trong chuỗi chiến đầu tư này. Và thực sự thì chúng tôi đã rất thành công tại Bình Định. Từ một cái thành phố, một cái tỉnh mà nằm có rất nhiều tiềm năng, nằm giữa hai cái trung tâm du lịch lớn của cả nước, đó là Đà Nẵng và Nha Trang, nhưng mà chưa được đầu tư, chưa được phát triển một cái đúng mức, thì với sự đầu tư của FLC thì có thể tự hào rằng tại thời điểm hiện tại thì Quy Nhơn, thành phố Bình Định là một trong những cái thành phố du lịch nổi tiếng của cả nước. Quần thể nghỉ dưỡng này cũng có thể xem là minh chứng sống động cho thành công của tỉnh Bình Định trong việc tạo ra môi trường hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn ở trong nước, góp phần giải quyết việc làm và tạo động lực phát triển kinh tế. Thực tế là thu ngân sách của tỉnh này mấy năm gần đây đã tăng trưởng liên tục khoảng 16% mỗi năm và năm ngoái đạt trên 7.500 tỷ đồng. Chủ trương của Bình Định hiện nay là đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược xây dựng mới các khu dịch vụ phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô nhằm tạo sức lan tỏa. Đối với những nhà đầu tư lớn, mà nhà đầu tư chiến lược thì tỉnh sẽ có thể là ứng tiền ra để giải phóng mặt bằng, hoàn toàn là để giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, sau đó là nhà đầu tư sẽ đầu tư và sẽ hoàn trả lại cho ngân sách. Chứ còn nếu như mà để cho nhà đầu tư mà tự lo cái việc giải phóng mặt bằng là sẽ hết sức là khó khăn. Cái thứ hai là đối với những nhà đầu tư chiến lược thì tỉnh sẽ hỗ trợ cái đầu tư hạ tầng, như là đầu tư đường giao thông đến tận cái cửa ngõ của dự án, đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước, rồi là hỗ trợ trong cái việc là tuyển dụng nhân lực. Đến nay, Bình Định đã thành công trong việc tạo được thương hiệu du lịch ấn tượng nhờ sự đầu tư bài bản, tốc độ của nhà đầu tư. Hiện tại, bên cạnh dự án resort khách sạn hơn 1.500 phòng của FLC, Bình Định cũng đang đón dòng đầu tư vào các dự án du lịch nghỉ dưỡng, tổ hợp khách sạn cao cấp từ nhiều tập đoàn lớn ở trong nước và ngoài nước. Một vùng non nước hữu tình với những dãy núi đá vôi và các hang động xuyên thủy. Hang Mây dài hơn 1 km, một trong những hang động lớn và đẹp nhất Ninh Bình. Những trầm tích lịch sử của cố đô Hoa Lư cùng cuộc sống của người Việt cổ cách đây 25 đến 30 ngàn năm. Hình ảnh mới, lung linh huyền ảo về đêm của chùa Bái Đính
ngôi chùa với những kỷ lục châu Á. Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ một địa phương bị ô nhiễm nặng bởi các nhà máy xi măng, một nơi mà rất ít người lựa chọn cho các hành trình du lịch khắp đất nước, Ninh Bình những năm gần đây đã nổi lên trở thành một điểm sáng của du lịch phía Bắc. Đặc biệt là những cái tên như là Tràng An, Tam Quốc Bích Động, Chùa Bái Đính hay Cố Đô Hoa Lư. Đặc biệt là quần thể danh thắng Tràng An đến thời điểm này là đại diện duy nhất và đầu tiên của Đông Nam Á được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Rõ ràng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đã đem lại rất nhiều điều cho Ninh Bình, làm thay đổi diện mạo của địa phương này và cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. Sáng sáng, các chị lái đò đều có mặt ở bến Tràng An, dọn dẹp vệ sinh, sẵn sàng để chở khách. Nhiều người đã gắn bó với công việc 10 năm nay. Du lịch đang làm thay đổi cuộc sống của họ. Cũng có công ăn việc làm, nói chung là cũng tốt. Thu nhập nó tăng lên bao nhiêu ạ? Tăng lên cũng 4-5%. Mình là một vùng quê, trước kia thì mọi người không biết tới, nhưng bây giờ khách thập phương nó biết đến đây nhiều hơn và vẻ đẹp của quê mình được phát triển nhiều hơn, thì em rất là vui ạ. Những chị lái đò ở đây thì đều xuất phát từ những xã thuần nông vùng ven của di sản thế giới Tràng An. Trước kia thì họ chỉ quen làm ruộng, làm đồng, nhưng nay thì họ đã trở thành những người lái đò, chở khách hành trình dọc ngang qua những hang động của Tràng An và kể những câu chuyện lịch sử, họ kiêm luôn cả hướng dẫn viên du lịch. Và những giờ rảnh rỗi thì họ trở thành những người tham gia trực tiếp vào bảo vệ môi trường của di sản. Từ khi có di sản thế giới Tràng An thì thu nhập của họ đã tăng lên rất nhiều. Cố đô Hoa Lư, Bái Đính, Tràng An, những điểm đến nổi tiếng thu hút gần 5.000 nhân lực du lịch. Hàng ngàn người dân địa phương vốn chỉ quen cấy cày hoặc làm công nhân đã tham gia lái đò, hướng dẫn viên, bán hàng lưu niệm hay ẩm thực. Từ một mảnh đất bị ô nhiễm nặng bởi khai thác xi măng, từ một nơi ít ai lựa chọn cho hành trình du lịch. Năm ngoái, Ninh Bình đã đón gần 7 triệu lượt khách, doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 43%. Khách lưu trú qua đêm tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước. Chúng tôi cho rằng những tín hiệu đó đã khẳng định cái sức sống và cái nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống. Năm 2018 là cái giải pháp đột phá của kinh tế Ninh Bình bên cạnh công nghiệp, nông nghiệp, đó là du lịch và dịch vụ. Thực hiện nghị quyết 08, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã thay đổi cơ cấu phát triển kinh tế, lấy văn hóa, du lịch làm mũi nhọn, thu hút đầu tư, sự tham gia của cộng đồng, tạo đột phá về cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ du lịch. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, và đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với ngành du lịch Việt Nam. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có các cái nghị quyết chuyên đề, có những cái chỉ đạo trực tiếp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Việt Nam lần đầu lọt danh sách các quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Năm nay, chúng ta phấn đấu đón từ 15 đến 17 triệu lượt khách quốc tế. Xin chào ông ạ. Ông có thể cho biết nghị quyết 08 của Bộ Chính trị ra đời đã tạo cú hích như thế nào đối với ngành du lịch ạ? Có thể nói rằng nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một cái sự kiện, là một cái dấu ấn lịch sử đối với ngành du lịch Việt Nam. Bởi vì nghị quyết này đã xác định du lịch là một trong những cái lĩnh vực kinh tế then chốt của đất nước và đặt ra những cái quan điểm, những cái mục tiêu rất là đột phá và một hệ thống 8 nhóm giải pháp khá toàn diện và đầy đủ để tạo động lực mới cho cái sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Không chỉ đặt ra những vấn đề cấp bách trước mắt mà còn xác định những cái nền tảng và các cái giải pháp căn cơ để phát triển du lịch Việt Nam trong một cái giai đoạn dài hạn và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đưa du lịch trở thành một trong những cái ngành kinh tế đóng góp quan trọng vào GDP của đất nước, và Việt Nam sẽ trở thành một trong những cái quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ông có thể cho biết nhận định ban đầu về việc chúng ta thực hiện nghị quyết hơn một năm nay với cái sự thay đổi của du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương? Trong thời gian một năm vừa qua thì những cái tác động và cái kết quả dễ nhìn thấy nhất ấy, một ấy là nó tạo ra cái sự chuyển biến về nhận thức
đối với phát triển du lịch. Thứ hai là các cái bộ ngành, các cái địa phương tập trung để xây dựng cái chương trình hành động, cái kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết theo cái phân công trách nhiệm của bộ ngành và địa phương mình. Và đặc biệt là chính phủ đã ban hành cái chương trình hành động, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cái bộ ngành có liên quan trực tiếp đến phát triển du lịch như là Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải thì đã xây dựng kế hoạch, đồng thời là triển khai ngay một số những công việc cấp bách. Trong đó cái kết quả cụ thể là luật du lịch đã được Quốc hội ban hành, nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành luật du lịch cũng đã hoàn tất và đã được ban hành. Thực hiện visa điện tử đối với các cái một loạt các cái quốc gia, rồi gia hạn miễn visa đơn phương cho 5 nước ở Tây Âu. Các cái giải pháp về chấn chỉnh cái quản lý lữ hành, hướng dẫn viên, khách sạn, rồi chính sách đột phá để tạo điều kiện cho cái sự thuận lợi về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đề án tái cơ cấu ngành du lịch Việt Nam, thành lập quỹ phát triển du lịch, ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Những cái nhiệm vụ này hiện nay đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai rất là khẩn trương, và các địa phương có thể nói rằng đã xây dựng kế hoạch và có những cái bước đi rất là cụ thể để triển khai nghị quyết. Thưa ông, có thể nói là hiện nay chúng ta đã thu hút được những tập đoàn rất lớn trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển dịch vụ du lịch và hạ tầng cơ sở, tạo ra những cái trải nghiệm, những cái dịch vụ và cơ sở hạ tầng du lịch đẳng cấp và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, du lịch cộng đồng và du lịch bình dân vẫn có một cái sức hút với du khách trong và ngoài nước, bởi vì không phải ai cũng có tiền và có đủ chi phí để trải nghiệm những du lịch cao cấp 4 đến 5 sao. Tuy nhiên, ở góc độ là du lịch cộng đồng thì cái việc quản trị của chúng ta vẫn còn hạn chế so với các nước trong khu vực. Vậy thì giải pháp nào ạ? Phát triển du lịch cộng đồng đồng thời với phát triển các dự án có quy mô lớn là hai cái hướng đi đồng thời. Chúng ta cần phải có cái cơ chế để khuyến khích đầu tư và tạo điều kiện cho cộng đồng được hưởng lợi từ du lịch. Một là quy hoạch và định hướng cái phát triển du lịch cộng đồng và phát triển các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp bên cạnh cái xu hướng đầu tư phát triển các dự án có quy mô lớn và chất lượng cao. Thứ hai là cơ quan nhà nước cần tập trung để xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn về du lịch cộng đồng để hướng dẫn và định hướng cho cộng đồng phát triển du lịch. Thứ ba là sẽ hỗ trợ cho cộng đồng về việc đào tạo để phát triển theo cái quy chuẩn, theo cái tiêu chuẩn và thực hiện các cái quy trình quản trị các cái loại hình du lịch cộng đồng và phát triển các cái sản phẩm cho nó phù hợp với yêu cầu. Và chúng tôi tin rằng với cái xu hướng phát triển hiện nay và theo cái quy luật điều tiết của kinh tế thị trường thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ cái loại hình du lịch cộng đồng bên cạnh các cái dự án có quy mô lớn. Và đây cũng chính là một trong những cái chủ trương, những cái định hướng mà nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định. Vâng, xin cảm ơn ông. Năm 2018, Quảng Ninh đăng cai năm du lịch quốc gia và thành phố Hạ Long xinh đẹp của tỉnh Quảng Ninh cũng được lựa chọn là địa điểm đăng cai diễn đàn du lịch ASEAN 2019 được tổ chức vào tháng 1 năm sau. Điều này cho thấy sức hút của thành phố Hạ Long xinh đẹp, một di sản hai lần UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới, kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New Seven Wonders phát động. Và những năm gần đây thì tỉnh Quảng Ninh đã thay đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, từ không bền vững sang bền vững, và khuyến khích sự đầu tư lớn của những tập đoàn vào dịch vụ hạ tầng du lịch, từ các tổ hợp giải trí đến những khu nghỉ dưỡng cao cấp, từ sân golf cho đến cầu đường hay sân bay. Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ngày cuối tuần nườm nượp tàu đến và đi. Lượng khách quốc tế đến với Quảng Ninh đã tăng tới 11% trong tháng 1 đầu năm. Chỉ riêng 3 ngày nghỉ Tết dương lịch đón khoảng 34.000 lượt khách tham quan vịnh, gần 85% là khách quốc tế.
hệ sinh thái phong phú, đa dạng điểm đến tự nhiên cùng danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long luôn là lựa chọn hàng đầu trong hành trình du lịch đến Việt Nam. Vịnh Hạ Long đẹp một cách đáng kinh ngạc. Dịch vụ trên tàu khá là tốt. Nhân viên phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi. Chắc chắn rồi, tôi vô cùng hài lòng. Đồ ăn cực kỳ ngon nữa. Tất cả mọi điều hòa quyện làm cho những ngày qua tại đây trở nên tuyệt vời với những kỷ niệm đẹp. Hệ thống cơ sở lưu trú và các quần thể du lịch trọng điểm vẫn đang được nâng cấp và hoàn thiện. Trung tâm hội nghị quốc tế, công trình hội nghị quy mô nhất của tỉnh vừa được khai trương, dự kiến là nơi diễn ra lễ bế mạc năm du lịch quốc gia với những chương trình nghệ thuật chất lượng cao. Thay đổi rất là nhanh và nói chung là đẹp. Ở đây có rất là nhiều những cái dịch vụ với lại khách sạn mà nói chung là đẳng cấp lên đến 5 sao rồi. Nên là mình rất là vui và mong rằng là sẽ có được nhiều cái khách du lịch ở nước ngoài với lại ở trong nước cũng sẽ đến với Quảng Ninh nhiều hơn thì sẽ vui hơn. Nếu mà so với lần đầu tiên đến đây năm 14-15 tuổi thì đến bây giờ đúng là quả là một thế giới khác. Một cái cuộc sống rất là tưng bừng, tất cả mọi người hạnh phúc hơn với biết bao nhiêu những cái công trình, những kiệt tác về xây dựng làm cho đời sống của cả thành phố này là đều là rất là khởi sắc. Và đó là niềm vui không phải chỉ riêng người dân Quảng Ninh mà kể cả cho tất cả các du khách đến đây. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng, khách sạn đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thiện hạng mục đầu tư, cơ sở vật chất, đón khách đổ về Quảng Ninh không chỉ trong năm du lịch quốc gia, mà sau đó còn đón du khách trong năm 2019 khi Hạ Long tổ chức diễn đàn du lịch và hội chợ du lịch ASEAN. Năm du lịch quốc gia diễn ra tại Quảng Ninh sẽ là một cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp về bất động sản, về nghỉ dưỡng hay kể cả các đơn vị lữ hành có cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động về giới thiệu sản phẩm, hợp tác với các cái đối tác cũng như là để thu hút lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh nhiều hơn nữa. Và trong tinh thần đó thì tập đoàn SLC đã sẵn sàng để chuẩn bị những cơ sở vật chất tốt nhất cũng như các dịch vụ tốt nhất để làm sao để đón được tất cả các du khách nước ngoài, từ những du khách mà có nhu cầu khó tính nhất. Tiếp tục hoàn thành các cái hạ tầng, đặc biệt hạ tầng về giao thông. Đến giữa năm 2018 thì cao tốc từ Hải Phòng đến Hạ Long, từ cao tốc Hạ Long Vân Đồn và sân bay quốc tế Vân Đồn cũng sẽ chính thức hoàn thành đi vào hoạt động. Bên cạnh đó thì các cái địa điểm như khu vực du lịch Tuần Châu, trung tâm tổ chức ở tại FLC, khu quy hoạch hội chợ triển lãm của tỉnh, những địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động thì đang tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư. Năm 2018, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 5 triệu lượt, tổng doanh thu từ khách du lịch là 22.000 tỷ đồng. Những dự án, công trình quy mô, những dịch vụ và sản phẩm du lịch mới mẻ, kiến tạo diện mạo mới, giúp tăng thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách khi đến với Quảng Ninh. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới thì du lịch là một ngành công nghiệp không khói có giá trị bền vững và ở nhiều nước thì nó có giá trị tương đương, thậm chí là hơn cả công nghiệp khai khoáng. Nhưng điều kỳ diệu là du lịch đem lại sự thịnh vượng, sự lạc quan, sự yêu đời và đặc biệt là hàng triệu triệu việc làm trên khắp hành tinh này. Riêng đối với Việt Nam, việc thực hiện sáng tạo về hiệu quả, nghị quyết 08 của Bộ Chính trị thì sẽ sớm đưa du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2017 thì du lịch Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất về du lịch. Làm thế nào để có thể bảo tồn và phát huy những giá trị vẻ đẹp bất tận về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam hướng tới sự phát triển du lịch bền vững là chiến lược và là mục tiêu của những người làm văn hóa du lịch hôm nay. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.